Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả quý chú anh chị nha. Ngày hôm nay thì mình hay một cái thông tin, trời đất ơi, sau khi thấy là con Ni, Hồng Ni livestream bên Hàn Quốc á, bà Mười Sào quá dội giả và điện cho đàn em 500 anh em mafia điện bên anh gọi là 500 anh em xã hội của chị ở bên Hàn Quốc á. Alo, bà điện ra lệnh như đàn em vậy đó, ghê không ghê không? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, bà điện ra lệnh cho đàn em là coi như là phải săn Hồng Ni cho tới nơi tới chốn luôn. Cái bên kia đàn em mới hỏi là tại sao người nào bà này chẳng quá trời nước miếng nó mồm văng tùm lum hết trơn luôn. Đó, coi như là Hồng Ni livestream nó nói ngày mai gặp ở Busan vậy đó. Thì bà này là Busan dạ tôi nghe Busan rõ ràng. Rồi đất quỷ thần thiên địa ơi, coi như là Ni ơi là Ni trốn lẹ đi Ni ơi, người ta là hoa hậu đó. Người ta hoa hậu đó chứ không có giỡn đâu nghe, người ta là danh nhân danh nghiệp, ta chụp chung hả toàn là thứ dữ không đó. Chứ không phải thứ bảy chủ nhật đâu nghe, ở đó thì chụp hình thứ dữ không đó, ta khoe thấy không đó. Rồi xong người ta là doanh nghiệp ngàn tỷ triệu đô được không đó, coi chừng nha Ni nha, chỉ cần một cái búng tay của chị Mì Xào quá lên vẽ rồi làm kim chi bản luôn đó, thế nào mà cũng mệt mỏi nè. Trời đất quỷ thần thiên địa ông nội mẹ ơi đó, bây giờ đã làm gì mà nói về cái xứ của bà đạt hoa hậu rồi đó chị Xuân. Bây giờ bà làm gì nó mà giả bộ bà ra lệnh cho là cái gì đám chân thừa đổ bển nó ra nó làm diện đi coi thứ cái coi, thấy không? Bà mối quan hệ lớn mà trời đất quỷ thần thiên địa ơi, đúng không? Làm cái nhiêu quá trời rất là sai, 500 anh em bay qua Busan đón Hồng Ni liền, thấy không? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, chứ bây giờ cay quá. Việt Nam là coi như là có pháp luật, còn ở bển là mình chơi chui mà mấy kia sợ Việt Nam lắm. Qua bển làm thử cái rồi đúng không cô chú anh chị? Chứ bây giờ ở Việt Nam này cũng cay đắng mặn nồng lắm rồi, chứ bây giờ lên mạng mà cứ tụi nó mà cứ mấy đứa nó cứ nói hoài khuyên hoài, mà bây giờ từ Tết giờ không thấy, cứ cho đàn em lên hoài luôn. Đàn em lên coi như là bà chị hay sao là nhận cách xê, còn thằng em thì cứ lên cắn ống quần của con Ni hoài luôn. Mà bây giờ làm cái gì người ta, bây giờ tôi hỏi cả nhà bây giờ làm gì người ta, không có làm được gì người ta chứ. Ngoài ra tôi nói thiệt với cái nhà này, ngoài ra nước cốt nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tê bì chân tay thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu sâu bóp và bông gân chật tay chật khớp xương khớp rất là tốt cho người già ha. Ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Không có làm gì được người ta, thứ nhất. Cái thứ hai á, cũng không bao giờ mà nói được cái gì nó đúng sự thật á. Cái sự thật á nằm ở đâu? Nằm trong câu chuyện nhà người ta đó. Còn mấy đứa này là ở đâu? Mấy đứa này là nói trên mạng á, thấy không? Leo lên trên đó nói sằng nói bậy, nói ba la ba lê ba giờ ba láp vậy đó, cả nhà thấy không đó. Người bên ai thì sao? Trời đất ơi, con thương cậu, thương vàng thương tiền của cậu. Trời, bữa nay khai trương lớn dữ hen, lớn dữ chưa. Ta nói đã bả bị cái xã hội lên án, cộng đồng lên án cỡ đó rồi, người có công chúng giờ có bán gì cũng ế chứ nè. Bài đặt hôm nay khai trương đồ vân vân và mấy mấy rồi làm đủ trò đủ chuyện chi. Mà tôi nói trước sau đụng tới đâu, tôi nói nè, mẹ con bà Sáu ha, trước hay sau, tôi nói cả nhà, trước hay sau sớm hay muộn không có làm được cái gì hết trơn á. Có người nếu nó đã thành công á, thành tựu, có thành tựu từ năm 40 là nó đã có những cái thành tựu nhất định rồi, hoặc 30 mấy đã có thành tựu rồi. Còn người mình không có thành tựu á cả nhà, bây giờ mình có cố gắng mình 100 tuổi ăn nữa mình cũng không có thành tựu được. Bởi vì sao? Thứ nhất là không có tư duy, thấy không? Thứ hai không có cái tính sáng tạo, toàn là mình ăn bám của người ta, dựa vô người này dựa vô người kia, ăn bám của người này ăn bám của người kia, ăn bám của anh của chị, chứ rằng là của anh của chị mình đó, của anh của em mình đó, đúng không? Nhưng mà mình cảm thấy rằng là mình không có tư duy, không có cái gì hết trơn, ngoài đi hát đi hò ra hát hò của chú anh chị, thiên phú cho cái giọng hát mà hát cũng không nổi tiếng được, đúng không? Cũng không nổi tiếng được, ai cũng nổi hết trơn, con mình
cái bóng của ông nằm lớn quá, hát cũng không nổi được, thấy không? Rồi bây giờ hợp tác luôn cả, bây giờ cho tôi nói cho hoa hậu ha, cho bà Misun Ba Lợi Ba Bia 1.000 lần, 100 lần, 1.000.000 lần gì, thì nó cũng vậy mà thôi, không có khác hơn được, thấy không? Thì trong cái câu chuyện này ở đây người ta nói là người ta nói cái gì à, người ta nói cái gì, từ xưa tới giờ người ta nói là người ta lên án vấn đề rằng là những ông những bà cái lúc sống thì báo anh báo cha báo 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 báo, báo cha người ta, báo gia đình người ta, tới gia đình người ta mất rồi á, anh em bay vô chia sẻ và đặt nói tôi người thân coi như là con nuôi con ruột vô đầy kia kia nọ, hòng coi như là kiếm chuyện với người ta chứ, đúng không cả nhà? Cho nên là người ta mới lên án cái điều đó, đúng không? Còn chỗ bà hoa hậu này thì sao, trước đây thì cũng thề cũng thốt cũng nói thôi là nói qua, nói qua trời nói. Rồi bây giờ nè, tôi nói thiệt nè, đúng không? Quay lại hợp tác với nhau, cái tính như vậy với nhau, quay lại hợp tác với nhau và cảm thấy có hạnh phúc, có vui không? Hả? Hạnh phúc rồi có vui không? Đúng không? Hạnh phúc có vui không? Đâu có đâu. Tôi nói với cả nhà một điều như thế này nè, cái điều này là cái điều chắc chắn nè. Những con người đến với nhau đều có những cái mưu mô, đều có những cái xảo quyệt với nhau, đều có những cái lợi dụng với nhau, đều có những cái mà những người này đều có muốn lợi ích với nhau, đến với nhau thì làm sao có sự thật, làm sao có tình thương, đúng không? Còn khi mà chỗ Hồng Ni đến với Hồng Loan á, bảo vệ á, giúp đỡ thì mọi người nó cũng có lợi ích, thì đúng, đương nhiên trong cuộc sống mà cái gì cũng vậy, nhưng mà cái lợi ích của người ta chính đáng, cái lợi ích của người ta đàng hoàng, đúng không? Thì cứ đặt cái dấu hỏi thì trời ơi, cứ lên mạng la làng trời ơi con nhỏ này ở đâu, trôi sông lạc chợ như thế nào. Tôi hỏi bà Bisun nè, bà có thấy là một cái con người mà trôi sông lạc chợ mà hồi nó đi nước này chơi, nó đi nước kia chơi, mà nó đi công chuyện không á, mà biết làm công chuyện gì mà tao đi nước ngoài không à, thấy không? Thấy không? Mà thấy không? Mà thấy ghê chưa? À, cho nên á, bà đừng có ghen ăn tức ở với người ta, bà đừng có Hasamita Kawasaki Tusainala kia, à, bà đừng có Hàn Quốc Hàn què với dân á, bà cứ mạnh dạn lên đi, thấy không? Tốt nhất là tôi thấy là bà im là vừa đó. Ừ, tốt nhất là im đi là vừa, thấy không? Đừng có lên mà ngồi nói hu nói vượng, nói có lợi người ta đâu, người làm được gì người ta bây giờ nè, không làm được gì hết trơn. Cho nên á, tốt nhất ha, tốt nhất là đừng có mà lên nói hu nói vượng rồi đi hả, nhận 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 mối của này nhận mối người kia, lên binh người này binh người kia, bất chấp mấy Việt kiều nó ở nước ngoài nó quăng cho anh chị em mấy bà một cái bả, rồi cắn được cái vài đồng bạc của nó đó, rồi mai mốt mà vi phạm pháp luật cái mấy Việt kiều nổi cười, trời ơi chị em mày ngu thấy mẹ luôn, quăng cho vài cái bả cái chị em mày nhảy tưng tưng lên, tưởng đâu ngon, tưởng đâu kèo thơm, ai về cái kèo thúi quắc, thấy không? Ai về cái kèo thúi quắc nó, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa nó. Cho nên nghĩ cho kỹ đi, luôn cả thằng Đăng cũng vậy, không tôi là thấy gà trống nuôi con thấy cũng tội, nhưng vẫn coi lại tư cách mày, cái mỏ mày cũng quá trời cái mỏ, trời đất ơi, tôi thấy khán giả của thằng Đăng á nói trời đất ơi, thằng Thám Tứ Cao gặp thằng Đăng vậy nè mới vừa, trời ơi vừa gì vừa, mày ơi nó làm 4 năm cái drama mày ơi, cỡ mày á, làm cái suy nhê gì nó đâu, cái thằng đó nó lương lẹo nó lưu manh điểu cán hồi xưa tới giờ, đối với cái thằng Thám Tử Cao á, là nó không, nó cái tính trơ trẽn, cái bản tính nó là cái bản tính bá dơ từ thiền am, là hiểu không? Nên cỡ mày là cái gì đó mà mày đặt mày leo lên nói cỡ phải có cỡ Đăng gì mới được này kia, môi móc thôi, nói người ta nói từ thiền am, ta nói qua tới drama của chị Hằng rồi, mày cái dạng mà gà mới mà đặt nghĩ môi móc như đó nghĩ là hay là tài, trời ơi trời, nhờ đại ca của mày sau lưng mày, nhờ chị mì xuân mì xào của mày kéo tác cộng đồng thì có view thôi, thử mày kêu mày đừng có bả đừng có kéo coi tưởng mày làm tới coi nó làm sao, hiểu liền gì, hiểu được cái cảm giác mà coi như là không không có view tụt view liền như vậy, trời đất quỷ thần thiên địa, chị em mày cứ làm thao á, cứ tưởng đâu là hay lắm, cứ tưởng đâu là ngon lắm, không phải đâu, không hay đâu, không có ngầu đâu em, vậy không phải là hay đâu nha. Cái gì á tao nói rồi, cái gì á đừng có để mà đi sâu và đi xa đi luôn nha. Đó, chị em mẹ mày nhớ không, bà chị mày bây giờ á Đăng
Mà chờ chị mày bây giờ á là 6 7 cái lá đơn mà tao chưa từng thấy ai giống như bà chị mày chứ. Chưa từng thấy luôn, chưa từng thấy cái trong cái drama, bất kỳ drama nào luôn. Tự nhiên cái đi ra nói chuyện drama thì ít nhất là một bên người ta kiện thôi, còn đằng này chị mày á là hai bên kiện luôn, hai bên kiện luôn, ghê không? Hai bên kiện luôn nha, chứ không phải một bên nha, hai bên kiện luôn. À, vậy mới kinh đó chứ, vậy mới đáng sợ đó chứ, hai bên kiện luôn. Một bên nói làm gì, hai bên đó, cay chưa, mệt chưa, quá dễ sợ luôn, kinh không? Cho nên á, chị của mày á còn á, ăn những cái lá đơn như vậy nó mày không là gì đâu, mày chỉ là con chốt thí của chị mày thôi Đăng ơi. Thấy không, kiếm trend khác, drama khác mà làm, còn không tự làm đi. Mai mốt chị mày mà có hả ấy là tin nhắn rồi nhớ xóa cho kỹ ha, xóa hết dấu vết đi, nói tới đâu xóa tới đó đi. Nhưng mà tao nói mày nghe nè, bên phía cơ quan nhà nước á người ta có một cái phần mềm hay lắm, mày xóa cỡ nào xóa đưa vô máy tính nó kích một cái lên tiếu cho đó, xóa cỡ nào xóa đưa lên máy tính kích cái bập. À nè, Mỹ Xuân cái nhắn tin với thằng Đăng nè, ngày mấy tháng mấy giờ mấy nè, không đã xóa nè, nhưng mà bây giờ người ta đã phục hồi lại được nè, trong máy của mày nè. Rồi lúc đó nha, tao nói mày nghe vui lắm, cứ mỗi tin nhắn vậy là một tờ. À, một tin nhắn như là một tờ, một tin nhắn như là một tờ. Rồi á, mày nghĩ rồi mày nhắn bao nhiêu cái tin nhắn là chụp bao nhiêu tờ, thấy không? Rồi chắc nguyên chồng vậy nè, ký giống như là chị mày đi làm hoa hậu mà người ta ký vậy đó. Chắc một chồng vậy nè, ký đi em, ký từ sáng tới chiều. Nội dung này của tôi ký tên, nội dung này của tôi ký tên, cứ vô đó mà ký, ký thoải mái lắm em, ký phê lắm, ký đã lắm luôn á. Rồi thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái gì? Cái thứ hai nữa là sao? Cái thứ hai nữa là bắt đầu tụi bay nè. Tụi bay có những cái vui cái này nè. Là lúc đó tụi bay sẽ suy nghĩ. Ủa sao đúng lý ra là cái này chị tôi phải ngồi ký cho tôi chứ, tại sao tôi phải ký ta, tôi phải ký ta. À, lúc đó mày sẽ nghĩ má ông Sạc Thành mình binh ổng cỡ đó, sao giờ ổng ở đâu ta, trời đất ơi là trời, cười con mình giờ ai nuôi ta. À, lúc đó mày suy nghĩ rất là nhiều thứ ha. Lúc đó là ngồi trước tấm gương sáng gọi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn không nhận ra, đằng màn bao tội lỗi nên thân đang giờ đây kiếp sống không nhà không mì sao. Mì xuân ơi giờ đó, giờ đang 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 ngồi đây, hãy tránh xa cái thằng mì sao nè. Tránh xa nó ra, phải tránh xa nó ra, không tránh xa đi em à, không tốt đâu. Mụ la không có tốt đâu, ngọ nói với lị giòi, ngọ nói gì thì nói á, lị thấy người ta không nói á, ngọ ta kéo táp cộng lòng cho lị á, pai post à, người ta xóa cái táp cộng lòng ly, hay người ta xóa cái táp cộng lòng đó ly rồi á. Quá đầu lị á, lị bắt đầu lị lo lắng, lị lo âu á, lị có will mà, lị có một mình lị bây giờ, một mình lị tha hồ mà cắn người lại cạp người kia, lị cạp ly coi như cục xí quách của lị muốn cạp gì lị cạp. Nhưng mà ngọ nói với kiện ngọ còn lị tháng nè, lị đừng có giỡn mặt á ngang, ở công an á thằng Lào làm là thằng ló chịu, còn người ta xúi lị á, người ta có lị xúi gì ăn xít đâu, đúng không? À, người ta đâu có xúi lị sực sĩ đâu, phải không? Bây giờ người lị nói tại ló xúi ngọ, tại nó xúi ngọ đó, ngọ mới làm như vậy. Thì cái thằng công an nó lấy sỏi lị á, ây à, tao nói cho mày nghe, người ta quy mày đi sực sĩ, mày có đi sực sĩ không la. Lúc đó lị mới ui già lúng gì ha, coi chừng nó bỏ rơi mày lo. Mày nghe cái câu là dắt xanh bỏ giỏ chưa, cuộc sống này đừng có nhìn người ta như vậy mà nghĩ là người ta thương mày, người ta lại lợi dụng mày lo. Cỡ tao là giúp lỡ ly chơi chung nhậu chung nè, biết bao nhiêu là kỷ niệm, cũng phụ làm kênh kéo kênh kia khán giả ủng hộ, mà gặp tao này có view một xíu người ta còn bỏ tao bơ vơ giữa chợ lời lỡ, đừng có lo. Mày là cái gì, mày chinh sử không thông á, còn duyên cái đó phải tròn một gang á lại, phải không? Lị bộ 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 à pín đi à pín bị lị bự lắm mà, à pín của lị á, lị thọt cái la tới chồng luôn hả. Trời ơi, lị đừng có thấy vậy đó, không giỡn được đâu,
không có giỡn được đâu, giỡn là lì xì lì đó, không có giỡn lâu nha A Lăng nha, lá dắt chanh nó bỏ vỏ đó, vị bơ vô giữa chợ lời luôn á, cho gì ra chợ lớn gì lụm ve chai luôn á, đừng có lỡn nha, đúng không? Đừng có giỡn nha mày Đăng nha, tao nói rồi bỏ đi, đừng có hung hăng cắn cắn càng sủ bậy, tao nói mày có ngày á, có ngày là hết dụng hết răng ha, dụng hết răng á, đừng có lùa nghe chưa. Cho nên á, ngày hôm nay thì mình nói về cái câu chuyện mà chỗ tại sao á mà bà mì xào bà mì xuân nè, bà mì xuân này nè đúng không, bà dữ dằn lắm thì tại sao, coi coi bà có đủ mối quan hệ đó. Bây giờ ni mệt nè, bà đủ búng tay cái bóc bà che một tay che trời tại Busan không, Busan Hàn Quốc không, mà dám gọi là đàn anh ngón chân của bà gái không, thấy không? Trời ơi trời, nói gì thì nói gì chị Mi Xuân ơi, thật sự người ta giàu có tới đâu thì mình không biết nha, nhưng mà thấy có người ta có đi nước ngoài đó, đi đi quá trời đi luôn đó. Thấy không, giống như chị nói chị đi rất là nhiều nước vậy đó, nhưng mà nói gì thì nói thôi, biết khôn biết ngoan vậy là tốt đó, còn em nói chị là khôn hay ngoan tới cửa quan mới hiểu, chứ cỡ chị trời ơi chị nói là chị quen bộ này bộ kia, em nói chị không có bộ nào hết chứ, thời buổi giờ ta nói đụng là chạm mà phạm là múc thôi, chứ không có cho không có bộ biết gì đâu chị ơi. Ôi trời thua đó, giỡn hoài thấy không, chị đừng có nghĩ là chị có dăm ba dăm ba cái quen biết đó là chị là cái gì đó, nó ghê gớm lắm. Đây nè, như lúc trước nè, cách đây mười mấy tiếng nè, giờ bà Ni với nha, bà viết sự tên giờ cũng nghe được mọi thứ, cũng thấy bình thường và xin cho phép cười nhẹ, không thêm chữ nhàn mà chỉ để lấy chữ nhàn. Chữ nhàn đó, nói tên ai rồi gì, em không thông minh nhưng em muốn gài em thì em nạp sạn vào đầu nhiều đi. Nói chung là những người này bây giờ cũng mệt mỏi lắm cả nhà ơi, làm không có nó không có đơn giản như quý vị nhưng bây giờ nghĩ đâu cả nhà, nó đủ thứ chuyện trên đời, gài nhau bẫy nhau bút vào rồi bóc phét rồi phỉnh nhau, ôi đủ thứ trò đủ thứ chuyện hết trơn hết trọi á, thấy không? Còn những con người mà ngày đêm mà ha mà ngày đêm hiện giờ đang nói xấu con Ni, đang nói xấu Hồng Loan này kia cái nọ thì hồi giờ họ cay lắm. Nói thật nói gì nói thì những người này cũng chỉ là những con người bình thường tầm thường trong những cái chuyện khác thôi cả nhà. Thấy không? Họ đặt chuyện họ đơm đặt cho người này sắp có biến, người kia sắp có biến, nhưng mà cuối cùng họ chả có cái gì biến hết. Người này sắp có chuyện này, người kia sắp có chuyện kia thôi, cuối cùng chả có cái chuyện gì để mà nói ở đây. Cho nên là có những cái mà chúng ta cần nói chuyện với nhau rõ ràng ở đây là gì, mục đích của anh em lên đây á, là cũng muốn nói cho cả nhà biết rằng á, là những sự việc mà bên kia cứ tối ngày sắp có biến bên này sắp có biến bên kia, biến là sao, biến bây giờ tôi hỏi cả nhà nè, không có cái gì biến không biến ở đây chứ, đúng không? Bây giờ nè, ví dụ như con chỗ con Lon đi, nó bây giờ nó con nuôi nó không đủ này kia kia nọ, nó không đủ chứng cứ để nhận nhận tài sản, thì mình đặt ví dụ đi thì rồi thì thôi chứ có cái gì đâu mà biến chứ không biến, nhưng mà làm sao không đủ được, đúng không? Ta nuôi từ nhỏ tới lớn, nuôi gần bốn mẹ nó gần 40 tuổi tới nơi rồi, 40 tuổi rồi chứ gì nữa, ai cũng thấy ai cũng biết hết trơn á, đúng không? Bởi vậy những con người này nó ghê gớm lắm, cho nên á, là cứ tối ngày cứ dẫn lên là biến biến không biết biến đi đâu, thấy không? Còn chị Mi Xuân á, ngon lành á, thì coi như bay qua Hàn Quốc kìa, đấu khẩu với Ni, Việt Nam thì coi như đụng cái này đụng cái kia, giờ qua bên 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 Hàn Quốc đụng nóc luôn, bay qua Hàn Quốc luôn, bây giờ bà Mi Xuân là bóc vé bay qua Hàn Quốc luôn đó, đối đầu với con Hồng Ni bển luôn nè, đất khách quê người, sân chơi sân khách nó mới ngon nè đó, mới giữ này mới thể hiện ta đây là hết sao mi ta giờ cấp đi hạ đi xuống với đó là những cái ngày hôm nay tôi chia sẻ vui với quý vị một ngày mùng 8 Tết ha. Nói chung là ngày hôm nay thì cô chú anh chị có thể là bấm vô cái Facebook thích thích ăn ngon ha, thích ăn ngon của tôi.
Tôi có chia sẻ về cái một cái câu chuyện hết sức là đau lòng thương tâm ngày hôm nay, là rạng sáng ngày hôm nay lúc 3 4 giờ sáng trên đường Cách mạng tháng 8, trong cái hẻm 623 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, mà coi như là từ mâu thuẫn gia đình đó cả nhà, từ mâu thuẫn gia đình mà dẫn đến coi như là bán cái nhà 5 tỷ 2, nhưng mà một người rao bán thì tại ông nhà đó là 7 8 người, là mấy chị em nhà đó là nhà giống như thờ vậy đó. Rồi từ đó mà dẫn đến cái mâu thuẫn gia đình, nên coi như là cái người đàn ông này đã ra tay phóng hỏa, gây ra coi như là 4 người thương vong, chính luôn cái người mà gây ra phóng hỏa cũng ra đi mãi mãi luôn cả nhà. Cho nên á, là cũng vì tiền tài sản mà nó xảy ra như vậy ngày mùng 8 Tết, xa rạng sáng mùng 8 Tết ngày cả nhà đó, khuya mùng 7 rạng sáng mùng 8. Cho nên á, là thôi mọi thứ chỉ là tiền thôi mà, không được lúc này thì làm lúc khác. Thấy không? Còn ta đôi còn đôi bằng tay thì ta còn có tương lai, thế thôi. Đừng giống như nghe con bà Sáu mà bất tài vô dụng, tối ngày đi ăn bám ăn chực, rồi đi tới đâu là báo người ta tới đó, đúng không cả nhà, đúng không? À, cho nên là thôi mình cũng chia buồn với các nạn nhân ở phường 10, phường 15, quận 10. Còn bây giờ thì em xin kết thúc và xin chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Nước cốt nhỏ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cô chú anh chị. Ha, ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhỏ, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây, đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu sao bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà 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 em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền nha, rượu sao bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 à, cũng bao ship toàn quốc luôn đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là chị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tới bị chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000, còn chai rượu xoa bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.